Chào bạn, hôm nay đến với kênh. Hôm nay thì đi theo chân mấy đại ca đi câu lịch. Bắt đầu đây. Này đang câu. Gì nói tao bơi xuồng đi em. Bơi theo ngồi xuống lúc lắc khó cầm điện thoại. Ủa nhìn sơ biết cái hang đó. Tao nhìn chứ có biết hang, cái hang lịch nào mà nó nứt tao mới biết thôi. Cái gì miền Tây tự nhiên anh nói em cũng nhớ nữa. Cái gì quên tiêu rồi. Miền Tây quê tôi. Em không biết cái tên đó nhưng mà em biết cái kinh đó thôi à. Nó gặp quay vuông của chuyện hôm qua kìa. Cũng câu lịch hay gì? Con nào nấy già nghé. Bữa quay câu cua. Cầm máy quay quay cho đã cái mới... xong xuôi hết trơn mới phát hiện chưa bấm nút quay. Dạ có rồi mới quay anh. Kinh của em là Đang Võ KB. Để gì hồi em bấm cho. Lên gà. Mấy gà sình lỡ lên đúng không? Đấy 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 đấy, hay quá. Được rồi, ok anh ơi. Rồi cầm thùng luôn đi. Này. Con lịch mới quay được đây. Bố lộn mới câu được. Gặp sò bắt sò luôn, được mấy con sò nữa. Đi theo chân mấy ảnh quay tiếp. Bắt này thiệt là mệt ạ. Con sứa. Này, giờ phải lo đuổi không? Ông đang câu. Hồi nãy quay bảy được con hả? Quay bên nút bảy được con. Bên này có hai người nó chậm ăn, hai người tốt lắm mà nó chậm ăn. Chị quan rồi đó. Này là anh đang câu lịch. Nó cũng thuộc dòng họ với lương. Mà dùng chơi nó cũng kêu con lương không mà chứ đâu kêu con lịch đâu. Không em, nó con lịch của mình khác à. Con lịch của mình nó khác với con lương là cái màu sắc. Cái đuôi của nó. Sao đuôi con này có cánh quạt hay nó cái có... đuôi nó bè ra. Ừ. Còn cái đuôi của con lịch, con đuôi con lương đó là nó nhọn. Lúc trước em đem lên Sài Gòn em đem con lịch, tụi nó nói lương không, em nói con lịch. Nó không biết con lịch là con gì hết. Nó con lương, chỉ là con lương thôi. Kiểu tùy theo vùng miền hay sao? Không, đó là do cái điều, nó là giống loài nó riêng à. Chứ còn vùng miền này thì đó. Sau này bây giờ Sài Gòn ta biết con lịch nhiều lắm đó chứ. Hồi đó thì họ còn không biết, họ cứ nói là con lương không, chứ thực sự sau này con lương, con lương thì nó giống sống vùng nước ngọt. Đúng rồi. Còn con lịch này thì là sống vùng biển.
Hôm bữa đang đang bơi qua bên sông nè, gặp nguyên con đẻn luôn, nó không quay được, nó bơi qua nhanh quá. Đó, phải có cái camera hành trình kia là quay ngon lành, với vừa bơi nước vừa chảy nữa. Nó lên mà nó không chịu ăn à. Từ từ nó cũng ăn thôi. Đó đó, dính. Quá dữ, quá dữ. Tuyệt vời. Em quay cái đuôi con lươn con lịch nè. Cái đuôi nó khác cái đuôi con lươn không? Cái đuôi đuôi cái đuôi nó bè ra. Đó, cái đuôi nó bè ra thấy không? Còn kia là cái đuôi nó nhọn nó đúng vuốt rồi, luôn. Còn cái đuôi nó nhọn luôn. Quá đẹp trai luôn, câu dính lịch đẹp trai khác liền. Đây. Được con đầu tiên. Được con đầu tiên rồi. Rồi, chuẩn bị đi tiếp theo thôi. Đây, ảnh đã tìm được cái hang của con lịch. Cái người kiếm hang lịch này phải có kinh nghiệm mới biết được cái hang của nó. Chứ như khê khê như mình đây cũng trước giờ nhưng mà nhìn khó biết cái hang lịch lắm. Nó có nhiều dạng lắm, mình chỉ biết được có một dạng, một là cái hang đó là nó bị nứt là mình biết thôi. Nói chuyện nhỏ nhỏ. Mình mà đi gần nó quá là nó sẽ bị động, nó không có ăn. Thấy nhóc tai chuyên nghiệp không? Cái này dở mới lắm mà. Mình phải giải thích cho mấy anh em ở trên cộng đồng hiểu là tại sao mình phải nhấp như vậy. Nhấp như vậy để con lịch nó lên nó ăn. Nó có tiếng động thì nó lên nó ăn. À, khi nó ăn thì mình kéo nó lên, con lịch mình sẽ để nó lâu hơn, nó sống dai hơn. Còn trường hợp mà mình dùng câu cậm á, thì mình cậm giống như một số anh em mà đã có cậm có quay clip rồi á. Thì cậm xong là lên là mình phải ăn thịt nó liền chứ để lâu không được. Để gọng không được. Gọng không được. Ủa này mình lấy mồi mực mình câu được không anh con? Không em, mồi mực ăn nó dở. Mồi tôm. Trừ mồi tôm ra mình thay thế mồi nào khác được không? Mồi cá cũng được. Mồi cá cũng được. Mồi nó nhạy nhất là mồi tôm. Cái tôm nó tanh hơn quá. Nhà hấp mồi, anh đang làm cái miếng mồi mới. Nhớ nghe các bạn, ai về miền miền Nam sông nước mặn gần nước gì nè, có đi câu lịch thì câu nhớ phải nhấp nha, phải nhấp mới được, phải nhấp nhấp nó đó để rèn luyện tay chân luôn. Mình chỉ đứng ở khoảng cách này thôi chứ lại gần quá không được, lại gần nó sẽ bị động cái hang đó. Con này nó nhát dữ vậy ta. Nó ăn nhưng mà nó ăn không mạnh, không có nút gì chứ. Cái ngậm nó nút cái cục mồi của mình thôi chứ nó không có không chịu ngậm sâu. Toàn dân kinh nghiệm, người ta câu là biết nó sẽ như thế nào như thế nào, như mấy tay mà câu cá chuyên nghiệp chứ. Thấy cục mồi ở đây là biết ở đằng kia có ấy, có cá rồi. Cứ từ từ cũng dính thôi, không dính con này thì mình còn dính con khác nữa, đường còn dài mà. Nó đang ăn, đang ăn. Kéo căng cọng dây kìa. Đây. Ôi. Quá tuyệt vời. Oh, hay quá, đẹp trai. Em đi tiếp để cho anh đi trước thì tao biết hàng, mình mà đi trước ảnh là nước nó sẽ đục như vậy này. Là không có nhìn thấy được cái hàng. Này đa số chỉ toàn gừng nước,
chừng ạ. Đây là mẹ, ấy được gặp cái hàng khô. Nó khoe ăn đắng. Rồi nước đóng mắt hàng. Nước chào chào thấy nó xình nó đen lắm. Nước hàng. Cái nước loại mạnh với nước động làm mất cái hàng của nó. Đi, đi kiếm hàng khác. Anh đang đào kiếm cái hàng lịch. Dường như có hàng hay gì cơ. Nãy giờ nó ăn mà nó ăn kiểu như nó không có ngậm sâu á bạn. Dây anh dài quá trời mà ngậm sâu rồi nổi. Có anh để meo meo ngoài cũng vậy đó, nó nút vô đúng nó ngậm không có lưỡi, ngậm lưỡi không sâu. Mấy con à? Hai con à? Hai con à? Ừ. Dì Thang. Không, coi được mấy con à? À, ba con. Đù. Bỏ mà chỗ này chưa thấy gì nữa. Thấy ổn không? Ổn không thì đi qua vùng kia. Đã từ từ đấy, đã đang xả nước rồi không em? Đang xả nước. Xả nước mà. Xả cho lòi chán luôn. Yeah. Hiện giờ thì còn đang lặn theo chân của mẹ ảnh nữa. Lòi đây bụng rất là lúng. Tới hút đầu gối. Phải lên khô đi. Đây thì cầu rất là mạnh. Lòi xinh thì lúng. Trời thì đang nắng chang chang. Các bạn có coi video thì nhớ ủng hộ clip đi nha. Bù cho công sức đi lội sình. Đây đây. Tìm thấy hang hay rồi. Ngồi chặt luôn, ừ. Đỡ mệt. Nhưng mà khi mình mệt là mình ngồi bẹp xuống vậy luôn đó. Dính, rồi vuột.
để dính. Ồ, hay quá. Tuyệt vời. Giờ móc mồi đi câu tiếp. Cái đường này hình như mới sên hả nhỉ? Thấy dễ không các bạn? Chỉ cần đưa dây câu, lưỡi câu vô, có mồi xe xe chút xíu là dính nè. Nhấp nhấp nữa chứ, phải xe về nhấp nữa là dính nè, dễ không? Bạn nào muốn trải nghiệm về đây thử. thử câu một lần. Câu xong mà mình lên bờ ha, nhóm lửa nướng, đem theo cái chừng xì rượu nữa thì tuyệt vời luôn. Nhà có rượu sẵn luôn phải không? Nhà có rượu sẵn luôn. Ở quê mà, nhà nào cũng thủ ít nhất cũng 5 lít rồi, đề phòng khẩn cấp nữa đêm nữa. Bia thì không có nhưng rượu thì đầy. Trường hợp đó là nó để thủ ở trong nhà để mà để chống chống rung á, chống rung tay á, để gió rét rồi nó ưa đến bất ngờ luôn. Nhấp nhịp nhàng. Mấy Thánh, mấy Thánh coi video, mấy Thánh thấy nhấp cái tay này, mấy Thánh có liên tưởng tới cái gì không? Tao đuổi theo mày mệt quá. Mày đi nhanh quá, chạy nhanh à. Từ từ đi rồi lên. Chắc tao vòng lên bờ, tao đuổi theo mày chứ. Đâu, em lội xuống núi đây, em đi nó khỏe hơn á. Thì để quay bên đây xong cái mới lợi đẳng quay nó. Cứ từ từ đi. Xem dính. Mấy con lịch này nó khôn lắm nha. Không phải đút mồi vô miệng nó là muốn ăn là nó ăn đâu. Mình phải khiêu gợi nó, khiêu khích nó. Nó mới chịu ăn. Này có hang. Lúc này lúc nọ. Đây đây. Đây đây. Đây. Khuôn mặt tiếc nuối. Chưa chắc nó ăn lại. Sợ giật nó đau à. Đau mép à, nó đau mép nó không ăn lại. Nha. Lỡ hên xui nghe chăng cái con đói nữa nó. Hy vọng mà nó đói. Nó đói nó háo ăn, nó ăn nữa rồi. Dạ, nó lại ăn nữa. Đang rút nước dịp lên dịp xuống. Trời ơi, rồi, trời ơi. Ngồi tức chết với mấy này. Không đâu, chưa đâu. Nó ăn quần đó là đói đâu đó, nó rút quần đó.
Vậy mà nó hết miếng mồi luôn, nó mới chịu. Lú lú được đâu kìa. Bắt quả tam. Diễm vậy bắt ồn. Unu. Hay quá. Lần này mà nhấp hụt nữa là ông tính bỏ đi luôn rồi đó. Chắc ông cũng đói trong lòng rồi đó. Mày mà không ăn nữa là được nữa. Bỏ đi chứ sao giờ. Hay quá. Nhấp vài ba lần. Phải dằn co nó mới được. Hấp dẫn không? Hấp dẫn không? Cái này là thực tế cực kỳ luôn ha. Cho anh em trải nghiệm, cho mấy anh em xem trải nghiệm thôi, mà nếu như anh em nào thích cũng có thể về đây, về đây dắt anh em đi luôn, đi cho biết. Nếu mà anh em chịu cực chịu khổ được nha, còn như kiểu không thích lội sình này nọ thôi đi chắc không được rồi. Ở đây tại giờ ngay chăng lúc này đi câu lịch thì đi xuồng là đi không được, đi câu xuồng là đi câu lịch không được, tại toàn bãi cạn không mà làm sao mà bơi được. Mình đây nay câu dính mấy con. Giờ thì mình chuyển. Ê, anh kiếm có hàng. Đi câu lịch vô tình bắt được cái hang sò luôn. Đây. Cái hang của con sò đây. Em thì chuyên về bắt sò. Nhưng mà câu lịch thì không biết. Này. Vừa đi câu lịch vừa kiếm bắt sò luôn. Đang đút cho lịch ăn. Nó sống ở môi trường thiên nhiên nó sẽ thiếu thức ăn, mình sợ nó. Nó đói nó không có thức ăn đi, bây giờ mình đang đi đút cho nó ăn từng hang từng hang. Đấy, đang xe hang đấy. Sò quá trời luôn, bây giờ em về đem bắt giết thì thấy một con. Bắt nặng mấy ký, 5 số ký. Lịch này cũng nhỏ à. Nhỏ mà đang sò. Nó vừa ra tới miệng hang ăn luôn đó chứ. Ừ. Ủa gì mau vậy? Ăn nằm ngoài miếng hang á. Anh vừa đưa miếng mồi vô chưa kịp xe, chưa kịp làm dưới chân là nó táp ăn nó tiêu rồi. Con này nó hổn dữ à. Đó. Anh vừa đưa vô là nó táp liền à. Tuyệt vời, hay quá anh ơi. Để con sáng vậy thôi. Đi kiếm hàng tiếp theo. Sau này nhang me chưa? Thành quả của hôm nay câu sò rồi. Ủa cái gì con cá bóng hay vậy? Trăng. Sao bắt được vậy? Đập hả? À. Đây, thành quả ngày hôm nay. Đại ca. Tuyệt vời. Không câu rồi.
Trời ơi, ông có mấy con thôi. Con ít chị, không con hai con thôi. Sao thấy cậu lâu quá vậy? Nhỏ, lượng nhỏ hả? Tạm biệt các bạn. Kết thúc video đây thôi. Hẹn các bạn trong video khác nhé. Quên, hẹn các bạn trong video lần sau. Giờ lội mệt quá, phải đi về nữa. Chưa nắng quá trời nắng rồi. Bye các bạn xem thay, hãy like và share video cho mọi người cùng xem nhé. À, đừng quên nhớ ấn đăng ký kênh để đón xem thêm những video tiếp theo nhé.